việc tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ ở châu Âu sẽ dẫn đến các biện pháp đáp trả từ phía Nga. Phía Nga cho rằng an ninh của các quốc gia nơi có sự bổ sung lực lượng của Mỹ sẽ không được tăng cường, triển vọng ổn định sẽ còn xa vời, trong khi rủi ro, nguy cơ tăng lên. Thứ trưởng Ryabkov cho rằng những người đề xuất tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ ở châu Âu đang bị ảo tưởng rằng họ sẽ có thể đe dọa Nga, kiềm chế Nga, song họ sẽ không thành công. Nhà ngoại giao Nga cũng cho biết an ninh của các quốc gia nơi có sự bổ sung lực lượng của Mỹ sẽ không được tăng cường, triển vọng ổn định sẽ còn xa vời, trong khi rủi ro, nguy cơ tăng lên. Theo ông Ryabkov, Nga đã đưa ra đề xuất để ký kết các thỏa thuận ràng buộc pháp lý về đảm bảo an ninh ở châu Âu để tránh kịch bản leo thang xung đột giữa các bên, song Mỹ và châu Âu đã bỏ lỡ cơ hội này. Việc Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở châu Âu chắc chắn sẽ dẫn đến các biện pháp đáp trả từ phía Nga. Ông Ryabkov cũng nhấn mạnh rằng Nga có đủ khả năng, nguồn lực để đảm bảo tuyệt đối an ninh quốc gia của mình. Trước đó, cũng trong ngày 29 tháng 6, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết sẽ tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ ở các nước châu Âu, bao gồm Anh, Tây Ban Nha, Ba Lan và các nước Baltic. Nhiều nhà phân tích cho rằng, trong bối cảnh quan hệ giữa Nga với Mỹ, phương Tây đang rất căng thẳng liên quan đến vấn đề Ukraine. Động thái này của Mỹ sẽ khó có thể tránh khỏi các biện pháp đáp trả từ phía Nga. Triển vọng hàn gắn quan hệ giữa Nga với Mỹ, phương Tây sẽ ngày càng xa vời với các động thái tăng cường hiện diện quân sự, răn đe, trừng phạt, đáp trả lẫn nhau. Moscow mới đây đã lên tiếng cảnh báo trả đũa tương xứng nếu Na Uy không giải quyết tình trạng chặn hàng hóa tới khu vực người Nga sinh sống ở Bắc Cực. Bộ Ngoại giao Nga hôm 29 tháng 6 thông báo đã triệu tập đại biện Na Uy để phản đối các quy định hạn chế làm gián đoạn công tác cung cấp hàng hóa, thực phẩm và thiết bị y tế tới quần đảo Svalbard ở Bắc Cực. Bộ Ngoại giao Nga nói đây là điều không thể chấp nhận, cảnh báo hành động không thân thiện với Nga sẽ dẫn tới các biện pháp trả đũa. Bộ Ngoại giao Na Uy hiện chưa bình luận về thông tin này. Na Uy có chủ quyền với Svalbard, khu vực nằm giữa bờ biển phía Bắc nước này và Bắc Cực, nhưng Nga có quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên của quần đảo theo Hiệp ước năm 1920. Một số khu vực đông người sinh sống ở quần đảo chủ yếu là người Nga. Na Uy không thuộc Liên minh châu Âu EU nhưng đã áp dụng các lệnh cấm vận của EU nhắm vào Nga. Oslo tuyên bố trừng phạt không ảnh hưởng tới vận chuyển hàng hóa bằng tàu biển tới Svalbard. Tuy nhiên, phần lớn tàu chở hàng hóa cho các khu dân cư người Nga trên quần đảo đều phải đi qua một trạm kiểm soát ở lãnh thổ Na Uy, nơi không thông quan các mặt hàng thuộc danh sách trừng phạt. Chính phủ Anh mới đây đã thông báo sẽ viện trợ thêm cho Ukraine lô vũ khí 1,2 tỷ đô la Mỹ, trong đó có các hệ thống phòng không và tác chiến điện tử. Chính phủ Anh ra thông cáo ngày 29 tháng 6, gói viện trợ mới bao gồm các hệ thống phòng không hiện đại, phương tiện bay không người lái, trang thiết bị tác chiến điện tử tiên tiến và hàng nghìn khí tài mang tính sống còn với binh sĩ Ukraine. Đây là bước đầu tiên giúp Ukraine đẩy mạnh nỗ lực phòng thủ và hướng tới những chiến dịch tiến công để giành lại lãnh thổ. Lô vũ khí mới nâng tổng số viện trợ của Anh cho quân đội Ukraine lên 2,8 tỷ đô la Mỹ từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở nước láng giềng hồi cuối tháng 2. Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết trong thông cáo, vũ khí, trang bị khí tài và quá trình huấn luyện của Anh đang biến đổi quân đội Ukraine. Chúng tôi sẽ tiếp tục đứng sau nước này để đảm bảo đối phương sẽ thất bại. Thủ tướng Johnson là một trong những người ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự hôm 24 tháng 2. Ông đã trở thành lãnh đạo phương Tây đầu tiên phát biểu trước Quốc hội Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra. Anh cũng là một trong những nước đầu tiên viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine, cũng như tham gia huấn luyện binh sĩ nước này suốt nhiều năm qua. Xung đột ở Ukraine vẫn khốc liệt, nhất ở mặt trận phía đông. Tỉnh trưởng Lugansk Sergei Haydei cho biết các cuộc tấn công vào thành phố Lysychansk, thành trì cuối cùng do Ukraine kiểm soát ở miền đông, đang diễn ra với tần suất liên tục cả ngày lẫn đêm. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 29 tháng 6 phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh NATO qua hình thức trực tuyến, nhấn mạnh đất nước của ông cần vũ khí hiện đại và thêm hỗ trợ tài chính để đối đầu với lực lượng Nga. Mỹ mới đây đã áp đặt trừng phạt đối với khoảng 100 cá nhân và thực thể liên quan tới ngành công nghiệp quốc phòng Nga, đồng thời cấm nhập khẩu vàng từ nước này. Theo đó, đây là một trong những động thái mới nhất nhằm trừng phạt Nga do phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Bộ Tài chính Mỹ cho biết đã áp trừng phạt đối với 70 thực thể và 29 cá nhân được cho là có vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga trong nỗ lực nhằm ngăn cản Nga phát triển và triển khai vũ khí và công nghệ. Tài sản của các cá nhân và thực thể này tại Mỹ sẽ bị đóng băng và công dân Mỹ sẽ bị cấm giao thương với họ. Bộ trưởng Tài chính Mỹ nhấn mạnh việc nhắm tới ngành quốc phòng sẽ làm giảm năng lực của Nga và ngăn cản cuộc chiến của nước này ở Ukraine. Cùng với lệnh trừng phạt trên, Mỹ cũng cấm nhập khẩu vàng có nguồn gốc từ Nga với ngoại lệ đối với vàng ở bên ngoài nước này trước ngày 28 tháng 6. Nga sản xuất khoảng 10% lượng vàng được khai thác trên toàn thế giới mỗi năm, và đây chính là mặt hàng xuất khẩu phi năng lượng lớn nhất của nước này. Vàng cũng là một tài sản quan trọng đối với Ngân hàng Trung ương Nga, vốn đã gặp phải nhiều hạn chế trong việc tiếp cận các tài sản ở nước ngoài do các lệnh trừng phạt của phương Tây. Bộ Ngoại giao Mỹ cùng ngày cũng áp trừng phạt đối với 45 thực thể và 29 cá nhân, bao gồm các đơn vị quân sự Nga. Hơn 500 sĩ quan quân sự Nga cùng một số quan chức khác cũng sẽ bị hạn chế thị thực theo các lệnh trừng phạt của Mỹ. Theo đó, các động thái trên là đợt trừng phạt mới nhất của Mỹ đối với Nga kể từ khi nước này tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Cuộc khủng hoảng khí đốt và các hậu quả về kinh tế do xung đột tại Ukraine đã chi phối ngày họp thứ hai của Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu-EU tại Brussels, Bỉ. Kết thúc hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày, EU nhất trí sẽ cùng đồng lòng tăng cường chuẩn bị cho việc Nga cắt giảm thêm nguồn cung khí đốt. Dù đã xác định trước, đây chắc chắn vẫn là thách thức lớn đối với châu Âu. Phát biểu tại họp báo, Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết EU cần tăng cường chuẩn bị cho mục tiêu cắt giảm sâu hơn lượng khí đốt nhập từ Nga sau khi một số quan chức nhận định việc Nga ngừng xuất khẩu tất cả lô hàng khí đốt sang EU chỉ còn là vấn đề thời gian. Hy vọng vào điều tốt nhất, chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, đó là những gì chúng tôi đang làm ngay bây giờ. Để thực hiện mục tiêu này, các nhà lãnh đạo EU cho biết sẽ có sự điều chỉnh về chính sách kinh tế nhằm giảm áp lực đối với lạm phát do giá cả tăng cao và nguy cơ châu Âu bước vào mùa đông lạnh giá tới. Chúng ta sẽ không còn quay trở lại thời kỳ sử dụng nhiên liệu hóa thạch rẻ như trước đây. Do đó, cùng với các biện pháp hỗ trợ tạm thời và có trọng điểm để giúp các gia đình và doanh nghiệp dễ bị tổn thương, chúng ta cần tăng cường các biện pháp để hỗ trợ nền kinh tế và xã hội thích ứng với điều kiện mới. Để bù đắp nguồn năng lượng trước đây nhập khẩu từ Nga, EU nhất trí sẽ tìm nguồn cung thay thế với giá cả phải chăng. Đây được xem là một trong 3 ưu tiên trong kế hoạch của Ủy ban châu Âu có tên tiếp sức cho EU. Dự kiến các đề xuất cụ thể sẽ được đưa ra bàn bạc tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào tháng 10 tới. Dù vậy, tình thế sẽ rất ngặt nghèo với châu Âu bởi một khoảng thời gian gián đoạn là không thể tránh khỏi. Hiện nay khi Nga mới cắt giảm nguồn cung khí đốt, 10 trên 27 quốc gia thành viên EU đã phải đưa ra cảnh báo sớm. Tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu, Đức, tuần trước, khi dòng khí đốt qua đường ống dòng chảy phương Bắc 1 từ Nga bị cắt giảm 60%, Đức đã tuyên bố báo động cấp 2 về khủng hoảng năng lượng. Bộ trưởng Kinh tế Đức cảnh báo nước này sẽ thiếu khí đốt nếu nguồn cung của Nga vẫn thấp như hiện tại và nhiều lĩnh vực công nghiệp sẽ phải đóng cửa vào mùa đông tới. Mọi hoạt động của nhà máy sẽ bị ngừng, đó sẽ là một thảm họa cho nhiều ngành công nghiệp. Và chúng ta không nói về 2 ngày hay vài tuần, mà đó là một khoảng thời gian dài. Chúng ta đang nói về người dân, họ sẽ mất việc làm và nhiều vùng sẽ mất toàn bộ các tổ hợp công nghiệp. Giới chức Đức nhận định, nền kinh tế phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung năng lượng trong khoảng 3 đến 4 năm, thậm chí là có thể 5 năm tới, đồng thời cảnh báo Đức có nguy cơ rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Việc Đức báo động cấp 2 về khủng hoảng năng lượng cũng khiến các nước châu Âu lo ngại về nguy cơ kinh tế Đức có thể gặp bất ổn sẽ kéo theo nhiều hệ lụy cho các nước láng giềng. Trước khi xảy ra xung đột ở Ukraine, EU phụ thuộc vào Nga tới 40% nhu cầu khí đốt, riêng Đức là 55%, và việc cắt giảm nguồn cung từ Nga để lại một khoảng trống lớn khó lấp đầy khi thị trường khí đốt toàn cầu vốn đã chật hẹp. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.